Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu biển nha. Mình sẽ quay kết cấu tổng thể của cái máy để vận hành con tàu này. Đó là một cái máy thủy Komatsu. Bao nhiêu mã lực thì mình chưa xem, nhưng mà mình nghe chủ tàu có nói là 750 mã lực. Mình sẽ quay tổng thể cái máy anh em xem. Komatsu. Máy Komatsu nó làm 6 cái lốc tư vuông rất là đẹp. Máy rất là bóng loáng. Sẽ lấy nét luôn cho rõ. Bên trong cabin nó hơi tối nên mình có hỗ trợ đèn pin nha anh em. Mình sẽ tìm cái phần thông số để quay anh em xem. Ở này cái phần bơm dầu. Máy Komatsu 750 mã lực. Số của máy nó nằm chỗ nào? Ở đây là cái bầu lọc nhớt, lọc dầu. Ở đây rất là nhiều bầu. Ở đây là hai cái bầu lọc dầu, thì đây là chắc chắn hai cái bầu lọc nhớt. Phần hộp số này là hộp số dưới dòng tua 1.000 đến 2.500 tua. Hộp số D 300A. Thấy cái ống lấy nước của cái máy này nó rất là lớn. Ống này phải ống này là ống nhựa phi bao nhiêu, rất là to. Ống này rất là ống 60. Ống này ống tầm ống 60 hay 70 gì đó. Đây anh em ơi, đây là động cơ Komatsu 750 mã lực, một turbo. Mình thấy là cái ống xả của cái Komatsu nó không có lớn giống như là cái ống bô của Yanma. Kết cấu của mỗi máy nó khác nhau nha anh em. Đây là động cơ Komatsu 750 mã lực. Đây là ống lấy nước vào của máy. Những cái ống lấy nước đầu vào cũng nghe như. Ở này cái bơm lái trợ lực hình như là anh chủ tàu anh bắt riêng nhưng không bắt ở trong máy. Đây là cái bơm nhớt để lái trợ lực, chạy bằng dây phun lua chứ không có đấu trực tiếp vào trong máy. Máy rất là mới, rất là đẹp. Máy này nguyên máy và cả hộp số. Đây là model của máy. Đây
của mấy cô Matsu KFE. Đây, ở đây không ghi thông số của mấy. Tắc chế zin đi kèm theo máy có thông số kỹ thuật đầy đủ. Máy này đã được sơn mới lại. Đặc biệt ở các cái máy thủy rồi các cái chân máy có sẵn, chúng ta chỉ bắt vào, nó khác so với những cái máy xe. Máy xe thì chúng ta phải đổ chân. Và cũng giống như mình nói hôm trước là cái máy thủy là cái bình nhớt của nó, là bình tắc kê của nó, là nó chịu được trọng tải của cái trọng lượng của toàn bộ cái máy, khác so với những cái máy xe. Máy xe thì chúng ta muốn đỡ cái máy xuống đất thì chúng ta phải cơ tìm vật cơ thông máy. Còn cái máy thủy thì chúng ta có thể bỏ trực tiếp kẻ thông máy xuống dưới đất luôn, cái bầu nhớt nó sẽ chịu được lực của toàn cái máy. Ở đây nó có một cái quay này, cái quay là cái quay này dùng đỡ bơm nhớt ra. Khi chúng ta muốn thay nhớt thì chúng ta chỉ quay cái bơm này thôi là nó lấy nhớt ra ngoài. Động cơ Komatsu 750 mã lực. Máy rất là đẹp. Đây, máy được đấu vô hộp số của nồi cảo. Chuyền lên trên cái nồi cảo ở trên kia đã vận hành 2 kg cảo dây.
Và trên tàu này cũng được trang bị hai máy chạy dường, là một máy của hình như máy này là máy DHI của Hàn Quốc. Cái này là máy DHI. Máy này không phải là máy xe. Máy này không phải máy thủy, máy này là máy xe. Máy DHI này thì tầm 340-350 mã lực. Điện bên này là như là máy 6D âm 2, nhưng mà D âm 2C chứ không phải là D âm 2 thủy. Đây, một máy phát điện, trang bị hai máy phát điện, một máy phát điện là một máy phát điện của DHI và một máy D âm 2. Đó, cái bầu nhớt của máy xe là như thế này, lon ton. Bầu nhớt của máy xe là nó không có giống như bầu nhớt của máy thủy. Máy 6D M2 này cũng được sơn lại, cũng được sơn mới lại màu xanh lính. Hôm trước mình có quay một cái máy 6D 2 thủy, thì cái 6D 2 thủy nó to hơn cái 6D 2C rất là nhiều. Đây là máy 6D 2C của Mitsubishi. Đây là các cái hệ thống của dàn điện tử. Bên này có một đầu dò, bên kia còn có một đầu dò. Có lẽ là đầu giờ chụp và đầu giờ quét, còn ở này là có đầu giờ đứng. Thì mình quay ở trong cabin fan máy này cho anh em xem thử cái kết cấu đa giang của bên trong tàu ké luôn. Đây chúng ta mới có thể là đánh giá được chất lượng của một con tàu ké nha anh em. Chứ một số anh em khác quay về tàu cá, nhưng mà quay những cái đặc điểm nó tào lao, nó không có phản ánh, nó không có đánh giá lên được toàn bộ chất lượng của một con tàu cá. Ở này chủ tàu có trang bị rất là nhiều cái bồn dầu bằng nhựa lắc tích. Thì đây mình có nghe chủ tàu nói là cái bồn dầu này chứa được 12.000 lít. Đây, phía bên trong khoang máy của tàu cá. Thì kẻ máy trong mình không nói những cái máy phát điện, thì cái máy chạy, cái máy mà đỡ khởi động vận hành con tàu này, kẻ máy hộp số và tai lắp là tầm 1 tỷ nha anh em. Thì mình nói cái giá 1 tỷ có một số máy này, 1 tỷ là đối với máy bãi anh em ơi, chứ không phải máy thùng nha. Máy đập bãi chứ không phải đập thùng. Cho nên mình quay mình nói cái máy 1 tỷ, 2 tỷ, 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ thì một số anh em vô đánh giá là nói, nghĩ là chỉ có những con ô tô trên bờ mới đắt tiền, chứ còn những cái máy như thế này mà làm gì có cái giá tầm đó. Không phải anh em ơi, anh em nào đi biển, anh em nào hiểu rõ về nghề biển thì anh em sẽ hiểu, còn một số anh em không hiểu rõ thì anh em cứ vô xem chơi đi. Chứ ở đây tôi cũng không có nói khót lót, nói dốc mấy ông làm gì. Và những anh em nào mà theo dõi cái series, những cái thước phim, những cái đoạn phim tổng thể của mình quay á, thì anh em
đối với những người đi biển và những người không đi biển sẽ nắm được và sẽ hiểu rõ được cái sự đầu tư và cái cách đánh bắt và cái cách đi làm của cái người dân biển nó như thế nào. Nó khác so với những cái ông nội khác làm YouTube là cứ quay bông lông bông la rồi kia nọ, nó không có truyền tải được một cái thông tin gì hết. Những cái kênh đó chúng ta chỉ vào coi vui chơi vậy thôi chứ nó không có cung cấp một cái thông tin gì hết. Thậm chí nhiều khi mấy ông cung cấp thông tin mấy ông không hiểu rõ, mấy ông còn đưa thông tin sai lệch nữa. Thôi xin chào anh em nha, mình xin kết thúc video tại đây. Video mình quay cũng khá là dài, anh em chịu khó xem hết video mới hiểu rõ được cái tổng thể của những cái thước phim mình quay. Xin chào anh em.